Quan hệ giữa New Delhi và Ottawa đang xuống thấp, chủ yếu do khác biệt quan điểm về cộng đồng người Sikh ở Canada. Ấn Độ lo các hoạt động của cộng đồng người Sikh ở nước ngoài, đặc biệt là Canada, có thể khiến phong trào ly khai xuất hiện trở lại. Trong khi đó, Canada tuyên bố sẽ luôn bảo vệ tự do ngôn luận, tín ngưỡng, biểu tình hòa bình và có hành động đối phó sự thù hận. Canada cáo buộc Ấn Độ có thể liên quan đến vụ ám sát thủ lĩnh người Sikh, gây ra tranh cãi ngày càng tăng, hai bên trục xuất các nhà ngoại giao cấp cao của nhau. Các vụ trục xuất ngoại giao ăn miếng trả miếng diễn ra sau khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết Canada đang điều tra những cáo buộc đáng tin cậy liên kết Ấn Độ với vụ sát hại công dân Canada Hardeep Singh Naija, đồng thời là thủ lĩnh của phong trào ly khai Khalistan vào tháng 6. Trong nhiều tuần qua, các cơ quan an ninh Canada đã tích cực theo đuổi các cáo buộc đáng tin cậy về mối liên hệ tiềm tàng giữa các đặc vụ của chính phủ Ấn Độ và vụ sát hại công dân Canada Hardeep Singh Naija, ông Trudeau nói, đồng thời cho biết thêm chính phủ của ông sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết để buộc thủ phạm của vụ giết người này phải chịu trách nhiệm. Canada cho biết họ đã trục xuất một nhà ngoại giao Ấn Độ, người được Bộ trưởng Ngoại giao Melanie Joly mô tả là người đứng đầu cơ quan tình báo Ấn Độ tại nước này. Bà nói với các phóng viên ở Ottawa, hôm nay chúng tôi hành động bằng cách trục xuất một nhà ngoại giao chủ chốt, nhưng chúng tôi sẽ đi đến tận cùng vấn đề này. Bà cùng đồng thời cho biết thêm rằng, ông Trudeau đã nêu vấn đề này với cả Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Rishi Sunak. Naija ủng hộ thiết lập một nhà nước độc lập, gọi là Khalistan cho người Sikh từ các khu vực ở miền Bắc Ấn Độ và một phần Pakistan. Chính phủ Ấn Độ coi phong trào Khalistan là mối đe dọa an ninh quốc gia, nhiều nhóm có liên quan, được coi là tổ chức khủng bố, theo đạo luật ngăn chặn các hành động phi pháp, UAPA. Naija cũng có tên trong danh sách phần tử khủng bố của Bộ Nội vụ Ấn Độ. Năm 2020, Cơ quan Điều tra Quốc gia Ấn Độ cáo buộc Naija tìm cách cực đoan hóa cộng đồng người Sikh trên thế giới để ủng hộ thành lập Khalistan, xúi dục người Sikh bỏ phiếu ly khai, chống lại chính phủ Ấn Độ. Chính phủ Ấn Độ bác bỏ, cho rằng cáo buộc Canada đưa ra là lố bịch và có động cơ. Nước này kêu gọi Canada có hành động pháp lý nhanh chóng và hiệu quả đối với tất cả phần tử chống Ấn Độ đang hoạt động từ lãnh thổ của họ. Mỹ, Anh và Australia đều bày tỏ quan ngại về các diễn biến. Đồng thời, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đáp trả tương tự, nói rằng họ đã trục xuất một nhà ngoại giao cấp cao của Canada tại Ấn Độ. Nhà ngoại giao liên quan đã được yêu cầu rời khỏi Ấn Độ trong vòng 5 ngày tới, cơ quan này cho biết. Quyết định này phản ánh mối quan ngại ngày càng tăng của chính phủ Ấn Độ về sự can thiệp của các nhà ngoại giao Canada vào các vấn đề nội bộ của chúng tôi và sự tham gia của họ vào các hoạt động chống Ấn Độ. Naija là thủ lĩnh Sikh nổi tiếng ở miền Tây Canada và theo cảnh sát địa phương, ông này bị hai tay súng đeo mặt nạ bắn hạ trong xe tải của mình vào tháng 6 bên ngoài một ngôi đền đạo Sikh ở Surrey, British Columbia. Phong trào Khalistan được chính phủ Ấn Độ xem là mối đe dọa an ninh quốc gia, một số nhóm có liên quan đến phong trào này bị liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.